Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người không chỉ là nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà chiến lược tài ba, mà còn là nhà hoạt động thực tiễn kiệt xuất. Việc triển khai thực hiện học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh đã thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước ngày càng lan tỏa, đi sâu vào các tầng lớp nhân dân trên nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, như lao động sản xuất, học tập công tác, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, đây cũng là hoạt động để phát hiện, biểu dương, nhân rộng những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến trong học tập làm theo gương Bác. Anh Nguyễn Hùng Việt ở thôn Yên Khe Hạ, xã Lộc Lâm là một tấm gương điển hình trong phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, có nhiều đóng góp trong các phong trào góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Gia đình anh có 3 sào đất màu chuyên trồng các loại rau thương phẩm. Để mở rộng diện tích và quy mô sản xuất, anh đã thuê thêm 1,2 mẫu đất ở xã Ca Đô và xã Bà Ró để canh tác. Nhờ mạnh dạn đầu tư vốn, đồng thời tích cực học hỏi kinh nghiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đã tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống cho gia đình. Anh sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái. Đến nay các con anh được học hành đến nơi đến chốn và có công việc làm thu nhập ổn định. Năm 2020, anh Nguyễn Hùng Việt tham gia Hội đồng Giáo xứ Lạc Lâm. Với địa bàn hầu hết nhân dân theo đạo Công giáo thì vai trò của các vị chức sắc hết sức quan trọng trong các hoạt động ở địa phương. Với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, anh Nguyễn Hùng Việt đã trở thành cầu nối giữa giáo xứ với cấp ủy chính quyền và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cũng như các phong trào do địa phương phát động. Nhờ vậy, trên địa bàn xã Lạc Lâm đã xây dựng được nhiều mô hình, như mô hình giáo họ không có tội phạm, câu lạc bộ giáo dục thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật, mô hình tuyến đường hoa sáng xanh sạch đẹp, các hoạt động xã hội từ thiện, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vân vân. Thì bản thân tôi là tôi cũng là một công dân và là một giáo dân của giáo xứ Lạc Lâm, thì luôn luôn chấp hành pháp luật và chủ trương của nhà nước, làm những công trình an sinh xã hội, cụ thể là cái đường Mỹ trên núi và hành lang đi bộ của bên dọc lộ, và hưởng ứng tích cực đối với công tác xã hội của bên Đảng ủy Ủy ban, cụ thể là quỹ khuyến học, rồi sinh hoạt hè, rồi quỹ vì người nghèo. Giáo xứ chúng tôi luôn luôn tích cực và hưởng ứng, kết hợp tốt đạo đẹp đời và xây dựng quê hương càng ngày càng tốt đẹp hơn. Thực hiện lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước thì phải thi đua, và những người thi đua là những người yêu nước nhất. Trong thời gian qua, chi bộ thôn Rợ Lơm đã tăng cường công tác vận động, tuyên truyền bà con trong thôn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, nâng cao mức thu nhập, từng bước cải thiện đời sống của người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn Rợ Lơm đạt trên 78 triệu đồng một người một năm. Thôn không còn hộ nghèo, chỉ còn 3 hộ cận nghèo. Kinh tế phát triển nhanh và bền vững, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, khang trang, giàu đẹp. Cùng với phát triển kinh tế, chi bộ đã lãnh đạo nhân dân đẩy mạnh các phong trào văn hóa xã hội, nâng cao dân trí, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, công tác y tế, dân số, kế hoạch hóa gia đình, đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội. Kết quả bình xét hàng năm, toàn thôn có trên 95% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Công tác thực hiện quy chế dân chủ cũng được chi bộ chú trọng, giao cho ban công tác mặt trận thôn giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của công dân và các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo điều kiện cho các tổ chức, đoàn thể tham gia giám sát trong quá trình thực hiện. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội của thôn luôn được giữ vững, không có đơn thư khiếu nại, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Ngay từ đầu nhiệm kỳ cũng như là hàng năm thì chi bộ luôn luôn xác định học tập và làm theo tư tưởng của Bác là một trong những cái nội dung quan trọng trong sinh hoạt cái chi bộ hàng tháng cũng như là sinh hoạt chuyên đề theo cái chỉ thị 05, gắn với cái chỉ thị 05 là tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ thì chi bộ thường xuyên quán triệt đến tất cả các đảng viên cũng như là tòa đến đoàn thể hệ thống chính trị của thôn, không ngừng nâng cao rèn luyện tu dưỡng, rèn luyện đạo đức phẩm chất chính trị, nâng cao năng lực trách nhiệm cũng như là cái phát huy cái vai trò của người đảng viên để tuyên truyền vận động bà con nhân dân chấp hành tốt các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như là cái các quy định của địa phương. Hôm nay cùng với các địa phương trong cả nước, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Đơn Dương đang có những hoạt động trên các lĩnh vực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những công việc cụ thể hàng ngày là thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm của chúng ta mãi mãi giữ gìn, bảo vệ, kế thừa và phát huy một cách tốt đẹp nhất những giá trị tư tưởng đạo đức phong cách của người và bảo vệ thành quả cách mạng, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây không chỉ là yêu cầu của cách mạng, mà còn thể hiện tình cảm, nguyện vọng của nhân dân ta, của Đảng, nhà nước ta và của mọi người Việt Nam yêu nước đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.